tới Z không? Chưa, chưa tới Z. Xạo. Mặt này là tôi nghi đó. Không, em thấy ý là em khó chịu về những chuyện đó chứ không phải là em có những chuyện đó. Khó chịu về những chuyện đó là sao? Tức là nếu mà bạn bè hay là đồng nghiệp về có những cái chuyện đó thì em không có đồng tình với chuyện đó. Có nghĩa là đi chơi với bạn bè mà bạn bè mà chơi từ A đến Z đó là em khó chịu. Em không có đồng tình. Em không có đồng tình. Dạ, dạ, vâng. Vậy là em bê đơ. Vậy là em bê đơ. Thích gái không? Dạ có chứ gì. Thích gái không? Dạ có chứ gì. Có tật xấu gì không? Tật xấu thì như là bỏ nhiều thời gian chơi game. Bớt lại, mai mốt mà có bạn gái rồi là không có nhiều thời gian để dành cho game đâu. Cái đó mình... là cũng là sở thích của em. Nhưng mà mấy cái chơi game nó có tiền phải không? Thì cũng có chút. Đó, hèn chi. Tiết chế lại ha. Dạ vâng. Cô gái bên đây ngồi im lặng và mỉm cười. Ta cho cổ nói đi cho mình. Rất lạ. Nga, nãy nói lên cái sở thích và cái điểm yếu của em. Em là một người khá là độc lập tự chủ. Em nấu ăn cũng tốt. Em ưa thích công việc làm từ thiện ạ. Mà Nga ơi, con trai mà mê game là con gái không có thích thì em có đồng suy nghĩ với chị không? Em ưa thích một chàng trai vận động một chút, sport một chút, thể thao một chút. Di chuyển nhiều hơn, vận động nhiều hơn sẽ làm cho anh ấy khỏe hơn. Anh ấy khỏe hơn thì bản thân anh ấy là người đầu tiên được hưởng lợi từ sức khỏe. Sau đó thì sẽ là vợ con và cha mẹ. Vì anh ấy có khỏe thì anh ấy muốn... Đợi chị chút, đợi chị chút. À, sao chị gì đến bệnh vậy? Tôi làm theo lời bạn gái yêu cầu là phải có thể thao. Tôi coi có con chuột không hết. Trời ơi, chị đang trau chuốt cho bên đàn trai hả? Tại lý do vì sao? Vì cớ làm sao mà tới bây giờ vẫn độc thân vô tính vậy? Tại vì em tập trung cho công việc hơi nhiều quá. Môi trường của em cũng không tiếp xúc nhiều với nam giới. Có tiếp xúc một chút thì các anh ấy lại thuộc tiếp là muốn gom nông sản sạch. Muốn gom nông sản sạch. Nhưng tất nhiên là em không trong top đó nên là em vẫn F3 đến bây giờ ạ. Nhiều khi đến với chàng trai này sẽ chỉ em chơi game, hai đứa cùng chồng với bài bài rồi, bài rồi. Nếu được thì em sẽ rủ anh ấy chơi thể thao ạ. Đúng rồi đó. Dạ, anh em... bên cạnh ơi, em thích chơi boxing đó. Anh có thể làm bao cát được không ạ? Cẩn thận nha. Sợ chưa Tài? Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Anh có thể làm bao cát cho em được không? Một lời tỏ tình dễ thương chăng? Đường ơi. Ơi, bây giờ chưa. Tới... Trời ơi, người ta nghe boxing bên đây người ta sợ rồi. Tỏ tình cái gì tí đi, tôi thấy là cái anh chàng Duy ngồi kế bên tôi đó là ngứa lắm rồi. Ngứa tay, ngứa chân, ngứa giọng lắm rồi. Duy. Dạ. Hát câu nghe chơi cho nó thay đổi không khí rồi chừng bắt đầu mình mới vô giới thiệu. Mặc dù chưa gặp bạn ở bên kia, có một bài hát em cũng thích, em xin hát tặng bạn vài câu. Vỗ tay cái gì ơi. Trời ơi. Chạm nhẹ vào ánh mắt say như ngàn tia nắng dịu em. Chạm vào nụ cười ấy, anh quên đi mọi thứ trên đời. Chẳng thể nào cố giấu, anh không thể ngừng nghĩ về em. Là người duy nhất khiến anh yêu đến nổ tung. Lại gần đây ôm anh thật lâu, nhẹ nhàng bàn tay đan vào nhau. Mặc kệ thế giới chúng ta vô hình tan biến cho nhau. Ổn nha Tường. Ổn không? Rồi bây giờ cho hỏi câu nè. Nghề nghiệp là ca sĩ. Mà thường ca sĩ là người ta trau chuốt bề ngoài lắm. Sao ca sĩ này đen vậy? Dạ, do ca sĩ này thích đi phượt. Hèn chi có làn da rám nắng săn chắc ha. Wow, rồi, cũng được, thì đi phượt cũng là một môn thể thao tuyệt vời. Nãy giờ em nghe em ngồi em cư không ha. Ngồi anh khiêu. Mà khiêu anh vụ gì vậy? Thích anh này hay sao? Dạ, em cũng là hơi ấn tượng với cái bạn này. À, em thấy bạn thích đi phượt và mô tô, hơi cảm giác mạnh. Thích ca tính mạnh đúng không? Dạ. Bây giờ sở trường, sở đoản em là cái gì? Điểm yếu em là cái gì? Sở trường của em chắc vẽ với thời trang. Thiết kế hả? Dạ, những gì liên quan tới trẻ em. Thích con nít? Dạ, em cũng có hoạt động bên lĩnh vực gọi là nghệ thuật kích ấy. Là những cái gì liên quan tới kích là em... À. Em có dạy về vẽ cho trẻ em luôn. Những cái gì liên quan tới con nít đều thích hết. Dạ. Rất thích con nít đó nha. Em muốn đẻ mấy đứa Vi? Chắc một. Tùy vậy? Một thôi. Sao tự nhiên thích con nít đẻ con đứa vậy? Không, một đứa thì mình chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn chị. Vi ơi, nhưng mà cho chị hỏi riêng cái nè. Em nói là công việc của em là em thích trẻ con. Mình tương tác với trẻ con mình phải nói nhiều chút xíu. Chị vẫn chưa hiểu rõ vậy là cuối cùng cái công việc chính thức của em là em làm gì? Công việc chính của em ấy là kinh doanh thời trang trẻ em. Em có một cái thương hiệu riêng và cũng hoạt động ở vị trí nhà thiết kế. Rồi. Thiết kế thời trang trẻ em luôn.
À. Về cái tương tác với trẻ em là khi em làm việc với trẻ em ấy, thì em sẽ gọi là mình muốn tương tác với các con là trước tiên là mình phải biến mình. Biến mình thành con nít. Dạ, đúng rồi, biến mình thành con nít rồi mình mới tương tác được. Còn khi mình quay trở lại với mình thì nó phải là chính mình. Gặp con nít thì người ta mới nói chuyện nhiều với con nít. Nói chung là một cô bé như thế này là theo kinh nghiệm của chị Tường là rất có cá tính. Hay sao, hay sao? Nghe Vi giới thiệu thì em thấy em với Vi có hai cái điểm đồng đồng nhất với nhau. Nhiều đó là hai điểm đồng rồi đó hả? Đồng gì? Về vẽ với lại về con nít. Em rồi. Cũng thích con nít. Khá là thích. Bây giờ nói về tình trường. Em có hai mối tình rồi. Em khai thiệt nha. Tao thiệt. Mối tình đầu tiên hồi nào? Mối tình đầu tiên là ở thời còn sinh viên. Sinh viên. Là quen với bạn đó là bạn đó học cấp 3. Ừ. Quen được mấy năm? Quen được 4 năm. 4 năm? Dạ đúng rồi. Nguyên nhân sao chia tay? Nguyên nhân là lúc đó ham chơi quá, kết quả học tập nó không được tốt. Cả hai luôn. Dạ. Chơi game chung. Dạ, chơi game chung. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là lúc bắt đầu đi làm. Ừ. Dạ, quen một thời gian thì cãi nhau nhiều quá do bất đồng quan điểm. Bất đồng quan điểm về chuyện gì? Em ghen với bạn gái. Tại bạn gái là có anh bạn rất là thân. À, cũng hay nhắn tin với anh bạn. Mối tình nó kéo dài mấy năm? Dạ được 2 năm. Cũng được 2 năm mà bây giờ kết cuộc rồi cũng chưa biết là cái người đó là có yêu mình không hay là yêu thằng bạn thân. Hả? Tại em không có tìm hiểu. Cảm ơn. Chia tay mối tình đó là cách đây bao lâu rồi? Cũng hơn 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi sao tự nhiên 5 năm nay rồi ở không? Thì không có kiếm được người nào thương mình. Trời ơi, em đàn ông em phải chủ động chứ, giờ em ngồi đợi ai thương em? Đúng là chị nói là không, em không có chủ động. Tại vì đi làm rồi về nhà giải trí làm game rồi đó. Chơi game rồi, bởi vậy nó không có cái thời gian để mà nghĩ đến chuyện đó luôn. Thôi dẹp giùm tôi cái game nha, tình yêu mới tới được nha. Nghe tình trường bên đây vậy, Nga thấy sao Nga ơi? Về tình trường thì em nhiều hơn anh ấy chút chút ạ. Nhiều gấp hơn. Đôi ạ. Chút chút ạ. Gấp đôi ạ. Gấp đôi là nãy là ảnh là anh có 2 mối tình, em có 4 mối tình. Quá xuất sắc. Mối tình đầu tiên đấy là mối tình hồi sinh viên ạ. Tình yêu sinh viên như cơn mưa rào. Kết trận mưa rào thì con nào về nhà con ấy thôi ạ. Kết trận mưa rào thì con nào về nhà con ấy thôi ạ. Tình yêu như cơn mưa rào, cho hơn hết mưa rào thì con nào về nhà con ấy thôi là hết mất tình đầu. Dễ thương. Mối tình thứ hai cũng là sinh viên mà bọn em kết thúc là vì bố anh ấy ốm nên là bác muốn anh yên bề gia thất, chia tay đơn giản vì anh ấy đi lấy vợ. Mối tình thứ ba thì anh ấy ít hơn em 1 tuổi ạ. Sau một thời gian tìm hiểu thì có đợt mẹ em vào viện thì anh cũng có quan tâm, nhưng thay vì quan tâm đến mẹ em thì anh chỉ quan tâm mỗi em thôi. Với cái suy nghĩ của anh ấy nó vẫn còn trẻ quá. Đối với kết hôn thì cần phải có chuyện gia đình, phải suy nghĩ nó rộng hơn. Em cũng nhìn nhận thấy là chàng trai này chỉ yêu thôi chứ chưa có thể tiến tới hôn nhân sâu hơn được. Mối tình thứ tư kết thúc vào năm 2015. Người yêu đó của em thì anh ấy đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Suy nghĩ của anh ấy khác hẳn. Và em thì là một người mới, em chưa có kết hôn lần nào, kinh nghiệm em chưa có nhiều. Em chia tay rất là nhanh gọn. Sau khi chia tay thì không có liên lạc gì với người cũ. Facebook không, điện thoại không, Zalo không. Tức là không liên lạc gì hết. Nghe cho chị hỏi là 6 năm nay tại sao em cũng không có quen ai? Cũng tương tự với anh Tài bên đây là suốt 5 năm lại không có mối tình nào, lý do gì vậy em? Sau khi chia tay thì em cũng có một chút buồn. Em thì thú vui của em lành mạnh hơn của anh Tài là em đi làm về này. Em sẽ đi tập gym, boxing, sau đó thì ăn tối, một chút công việc và đi ngủ. Hy vọng ngày hôm nay với sự mát tai của hai đứa mình sẽ kết nối được cho cặp đôi này. Dạ. Tình trường thì sao cưng? Em có 3 mối tình. Một là hồi thời lớp 11 quen tới khi ra trường. Đã có 2 năm phải không? Lớp 11, 12. Dạ. Còn mối tình thứ hai là khi em phục vụ trong quân đội. Có đi quân đội nữa. Dạ. Lúc đó bạn này là sinh viên vào múa để cho em hát. Sau khi ra quân thì cũng có xuống nhà bạn đó chơi, làm quen những người trong gia đình đó, người thân đó, thì có một lần gặp được ba của bạn hỏi là sau này em tính làm cái gì, thì em mới nói là con định thi lên thành phố để con học nhạc. Em nhìn sắc mặt thì em nghĩ là chúng không thích rồi. Chào em. Chào anh. Áo da rất bụi, không trần. Mô tô mà, đi phượt mà. Đi phượt, rắn rỏi đàn ông đó nha. Theo anh thấy là em với lại áo vest tím là có vẻ hợp nhau đó. Cô gái bên anh là nhà thiết kế đó nha. Còn một mối tình nữa. Còn mối tình nữa. Cái mối tình cuối mới là quan trọng. Tại vì cái lúc đó lúc đã trưởng thành rồi. Này thì nó hơi ngắn. Trong lúc em ôn thi thì có làm quen với bé đó, nhỏ tuổi em nhiều lắm. Bé đó thì là con một. Mẹ em thì thấy bé nó còn nhỏ quá. Em thì lại chuẩn bị thi lên đây. Mẹ có góp ý kiến là nên suy nghĩ lại. Em có mấy mối tình rồi cưng Vi? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên ấy, thì năm đó em mới 17 tuổi thôi. Anh đó là ảnh học ở Hồ Chí Minh, ảnh về Đà Nẵng. Xong rồi em với ảnh thì kiểu tình yêu gà bông thôi.
kiểu tình yêu gà bông thôi. Tình yêu gì? Gà bông, dễ thương. À, gà bông, một mối tình dễ thương. Dạ, em không biết sao ấy, mà em quen mối tình nào nó cũng gặp gọi là hơi trắc trở. Mối tình đầu là mối tình gà bông trắc trở. Không, nhưng mà anh đó lớn hơn em 8 tuổi rồi. 8 tuổi? Do em còn nhỏ nên là anh gà bông thôi em thôi. Mối tình thứ hai thì em với anh kia quen xa, anh kia thì ở Hà Nội. Dạ, lúc cũng đang là sinh viên, quen cũng gần 1 năm, nhưng mà gặp có đúng một lần. Hạn chế gặp nhau thì nó sẽ dẫn đến... Vì ảnh hưởng thì địa lý đúng không? Mấy người yêu xa nó khổ lắm. Tình yêu đích thực thì sẽ tới được với nhau thôi, không gì nói hết. Nói chung là tình yêu chưa đủ lớn. Đúng rồi, tình yêu chưa chín mùi. Nên cuộc tình thứ hai là cũng yêu xa là cũng đi xa luôn. Yêu xa là cũng đi xa luôn. Dạ, đi xa luôn. Mối thứ ba thì... sau khi em ra trường 2 năm thì em mới quen bạn đó. Lúc đó là em đang trong quá trình gọi là khởi nghiệp ấy. Bạn kia thì cũng mới ra trường thôi. Khởi nghiệp thì nó có nhiều khó khăn lắm, tại em lại là nhà thiết kế nữa. Có nghĩa là vì em hoạt động ở đây là vừa nhà thiết kế mà em phải xây dựng thương hiệu của em nữa. Mọi thứ nó đều rất khó khăn, một mình em thì không thể gọi là cứ quản lý được cái kế hoạch của mình ấy. Xong ở đâu tự dưng bạn đó xuất hiện đúng cái thời điểm mà em đang khởi nghiệp luôn. Thì bạn hỗ trợ giúp đỡ cho em. Em không biết sao, em không bao giờ được một năm, dù em rất muốn quen lâu nhưng mà không bao giờ được. Chắc em có lời nguyền rồi phải không? Dạ, em cảm giác bị như vậy. Tôi thấy bên đây nhà gái ngon á nha. Hay lắm luôn á. Để tôi quay lại anh chàng Tài hồi đầu nha. Tài ơi. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Vui tính vậy. Vui tính. Nói nhiều một chút. Nói nhiều. Tại vì em hướng nội, em nói ít lắm. Mà đàn ông là phải chủ động nha. À, chủ động là mình hành động thì đương nhiên mình chủ động. Mình hành động thì đương nhiên mình chủ động. Ở không nói mà làm thôi. Dạ. Biểu hiện hành động nhiều hơn là mà nói. Mà em thích cái mẫu người sao? Cao thấp lớn bé như thế nào? Dưới 1m6 cũng được. Trời ơi trời. Em cao mét mấy, nói cho bên kia nghe. Em cao khoảng 1m68. 1m68. 1m68 nè. Bên đây nhiêu nè? Chà, em cao 1m50 thôi ạ. Dưới 1m6 cũng được. Chà, em cao 1m50 thôi ạ. 1m50 nè. Được. Ổn quá, ổn luôn á. Anh dài lớn là đẹp rồi. Anh Tài bên đây là rắn chắc lắm á. Em thích người sao? Mọi người lý tưởng của em sao? Vì em chơi được thể thao cho nên em cũng thích bạn trai em có thiên hướng thể thao một chút. Em chơi môn gì? Em chơi được khá nhiều, boxing, karate do, yoga, gym. Để chị coi trong các môn đó ông này ông có chơi được cái môn nào không nha. À, được chị. Môn gì? Thể thao thì em rất là thích. Môn gì? Bóng đá, bóng rổ. Chơi bóng rổ luôn hả? Chứ không lẽ ông muốn người ta chơi bánh đũa? Muốn chơi bánh đũa với ông không? Ôi, công nhận em chịu khó vượt khó ghê luôn á. Cái ghế đỏ là được ngồi gần hơn ghế xanh á. Thường điện nó màu đỏ nữa, điện nó bắn á. Ờ, bắn màu xanh xa nó hơi xa. Nãy giờ có nghe được xa gì không? Tài tôi quên lụt. Duy không phải bồ cũ thôi. Tên Tài. Bồ cũ thôi tên Tài. Trời ơi, chắc chị sắp luôn kìa. Duy sao cưng? Em thì cũng có một chút ấn tượng với bạn Vi. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Về ngoại hình thì em thích mắt hai mí. Mắt hai mí có không vậy? Có hai mí không? Nhìn mấy em gái kìa, 10 điểm như nhau á nha. Gò má hơi cao xíu. Trời ơi, gò má cao. Trời ơi, bà chị là gấp đôi luôn nha. Tiếp thì cưng, tiếp thì cưng. Cái điểm cuối cùng hơi bị hút đối với em á nha. Là gì? Răng thỏ. Nguyên răng thỏ. Răng thỏ. Chết rồi, em gái dưới này ngồi cười không mà. Răng nanh luôn nha. Nói chung là có răng. Dạ. Có răng. Do răng. Ôi, lần đầu tiên tôi mới nghe nói có người thích răng thỏ. Chi vậy cưng? Không có. Nói chung là có răng thôi chứ không phải là hai cái răng nó nhô ra ngoài luôn. Nhưng mà lý do tại sao mình thích vậy? Thần tượng từ nhỏ của em luôn. Thần tượng ai? Vương Tổ Hiền. Đúng, có hai cái răng thôi, nhô lên chút xíu. Đúng rồi. Châu Hải My cũng có nha cưng. Châu Hải My cũng có. Nhưng mà nét Châu Hải My không bằng. Hiểu rồi. Bây giờ tới đàn gái nè. Đầu ao ước của em, một mẫu người đàn ông lý tưởng là như thế nào? Đang hỏi ai vậy? Đây, đang hỏi Vi. Đang hỏi Vi. Vi, đúng đối tượng. Nói ra sợ mọi người giật mình. Nói ra sợ mọi người giật mình, không sao. Anh đã thủ thế rồi, không giật mình đâu. Thì ai cũng thích đàn ông thông minh hết. Đường Anh Trung. Trời ơi, nói cái giật mình thiệt, em đã thủ thế rồi. Mọi người thôi. Sao có quyền ước mơ em? Em gần vậy, gom là Việt Nam, em đi qua xa quá, quốc tế rồi. Nếu mà bạn trai chiều cao trước ấy, thì là phải 1m75. 1m75. Không tới đâu, trả giá chút đi. 74. Không tới đâu. Mang guốc cũng được, bên kia mang guốc. Em nếu em độn lên hết mức được nhiêu cưng? 68. Độn hết mức 1m68 thôi nha. Kêu thằng bé đi mang cà kheo luôn. Cà kheo. Có thể nó ảnh mua đôi giày giống Trấn Thành cũng được. Tính là giày đôn. Thì chị nói giày đôn đó. Rồi chiều cao, rồi còn gì nữa không? Em thích đàn ông săn chắc, khỏe mạnh. Giống như chị, ai cũng phải thích đàn ông thể thao hết. Cái này ổn.
Cái này hồi nãy anh thấy rồi, trời săn chắc tướng cơ bắp, nhưng đi phượt mà. Nếu anh đi phượt thì chắc chắn là phải thích thể thao rồi, còn bản thân em là thích yoga. Chị. Ủa sao em không nhìn bên kia mà em nhìn chị này hoài vậy? Tại em cũng thích phụ nữ đẹp. Trời ơi, hai người phụ nữ này thích nhau kìa. Cái gì sao? Chết tôi rồi. Bây giờ đang bị rối Tường ơi. À chị hiểu rồi, có nghĩa là một là em thích cỡ Donald Trump, mà nếu Donald Trump không được cái là em thích phụ nữ. Trời ơi. Phải không? Ủa, sao em ghê. Không hai chắc... đứa nắm tay nhau về luôn đi, khỏi bên đây, khỏi mở màn mở rèm nữa. Em với Tài nắm tay nhau đi về nha. Em với Tài nắm tay nhau đi về nha. Thôi bỏ đi cưng. Bây giờ người ta đi tới đây có người thân, mình phải hỏi ý kiến. Bây giờ thì mình sẽ mời người lớn trước. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ tôi chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi chào anh Minh Đạt. Dạ. Dạ tôi chào tất cả quý vị khán thính giả ở trong phim trường. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của cháu Tài. Thì tôi thấy là hai cô gái này rất là đáng yêu. Các cháu đều rất là thành đạt, rất là chững chạc. Tôi thích hai cháu lắm. Cháu Nga thì lại rất thích về cái vấn đề về thể thao, mà lại nấu ăn giỏi nữa. Cháu lại ăn nói rồi rất là trôi chảy, mà lại rất hợp với lại cháu Tài, là cháu Tài lại thích là nói nhiều. Vi thì lại Vi lại có cái ưu điểm khác nữa là Vi rất yêu trẻ em. Vi nói chuyện cũng rất là dịu dàng, rất là mạch lạc. Chỉ có một cái điều mà ở trong bụng á, là tôi cũng hơi tiếc tiếc. Cả hai cô gái đều ở xa quá. Tôi thương bé Nga ở tận ngoài Hà Nội, ngoài Bắc luôn. Tôi có ra Bắc một lần rồi và cũng có ra Đà Nẵng luôn. Tôi cũng tự giới thiệu tôi quê tôi ở Huế. Nhưng mà tôi và theo ba mẹ tôi vào trong Sài Gòn này ở cũng lâu rồi. Tôi chỉ tiếc cái mỗi chuyện đó. Cháu Vi hiện giờ là Vi đang làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay ở ngoài Đà Nẵng cháu? Hiện tại con đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Dạ. Còn tội Nga ở tận ngoài Bắc luôn phải không Nga? Dạ vâng ạ. Tôi chỉ có những cái ý kiến như vậy thôi. Còn lại tôi nghĩ là cái quyền quyết định là của các con. Nhưng mà mẹ hôm nay con trai đưa mẹ đi theo. Mẹ nói vậy Tài rối thêm á mẹ. Mẹ dạ. Chọn thí dụ giờ cho mẹ chọn ai? Mẹ nói đại tiếng một đi nè. Nếu mà chị Tường nói vậy thì tôi cũng nói thật nè. Dạ. Tôi rất yêu hai cô gái này. Dạ. Nhưng mà nếu xét về vấn đề thực tế á thì tôi chọn người gần. Cháu Nga đừng buồn cô nha. Dạ. Không buồn. À. Tại vì cô cũng nói thật là cô đã có một cô con dâu ở xa rồi. Hai vợ chồng cực lắm. Cô không có chê Nga gì đâu. Không chê. Mà cô nói là tiếc mà. Rất tiếc là ở ngoài Bắc xa quá. Nếu mà trường hợp mà Nga mà vào được trong thành phố Hồ Chí Minh thì là quá tốt luôn. Cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Em chỉ nghĩ là nếu mà một tình yêu đích thực á, thì Nga sẽ sẵn sàng vào thành phố để mà lập nghiệp. Tại vì cô bé này rất là độc lập. Tình yêu nó khó nói lắm em. Dạ, nửa vòng trái đất người ta còn bay về mà. Huống dạ. chi là trong nước Việt Nam cái mình. Cô này chưa biết mà, cô này lát nữa đối mặt thì mới biết ha. Hello em. Xin chào chị Tường, chào anh Đạt, chào các bạn cùng chơi với lại quý khán giả. Thì em là chị của anh Duy. Bạn Vi á, thì là cùng trang lứa với lại Duy. Chị thấy em là một cái người phụ nữ giống như kiểu là ít nói, mà Duy nó thì nói nhiều. Mà hai đứa mà nói nhiều thì về là chắc là banh nóc luôn hả chị Tường ha. À. Nên là phải bổ sung cho nhau những mảnh ghép. Rồi cảm ơn em gái. Tới người nhà của Vi nè. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và các anh chị cùng tham gia chương trình. Nãy giờ em quan sát á, thì em thấy anh Duy kiểu như phong lưu, kiểu như đào hoa đó. Còn chị ba em á, là chị Vi á, chị rất là nghiêm túc trong công việc, có khi phải thức tới khuya 2 đến 3 giờ sáng để làm xong cái bộ sưu tập của mình. Em không biết là anh Duy nếu như mà chấp nhận quen với chị em á thì có chấp nhận yếu và đồng cảm và kiểu như là mình thương người phụ nữ hơn. Có nghĩa là em thấy anh Duy là trong những cái mối quan hệ trước đó thì em chưa thấy anh Duy có những cái mối quan hệ sâu sắc, thì em không biết là nếu như bước tới mối quan hệ nữa thì sẽ như thế nào, sâu sắc hơn hay là anh dễ dàng buông khi mà gặp những cái khó khăn nào đó. Những mối tình trước á sâu sắc cũng có, nhưng mà là do nó ở cái thời điểm anh còn quá trẻ. Và thời điểm đó là anh phải lựa chọn sự nghiệp với tình yêu. Nên anh muốn anh có sự nghiệp. Tại vì anh không muốn là người phụ nữ của anh ra đường mà phải thua bất cứ ai hết. Dạ, cảm ơn anh. Cái kế hoạch và mục tiêu cho tương lai về công việc của mình nó đảm bảo và chắc chắn chưa? Hay là công việc của anh hiện tại đã là đủ rồi? Cái về công việc hiện tại á, hiện tại anh đang là gọi là làm thêm. Nhưng mà anh lại có cái hướng đi lên ở bên phía siêu thị đó. Em cảm ơn anh Duy. Bây giờ em có lời gì muốn hỏi đúng không? Dạ em cũng muốn chia sẻ thật là em là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Hai em gái của em cũng kết hôn rồi. Bản thân em xuất phát điểm từ sư phạm cho nên là em cũng rất là yêu quý trẻ con. Em gái của em sinh em bé trong viện, sau em là người đi chăm và tắm cho cháu á. Bố mẹ thì em đã xây sửa nhà cửa cho bố mẹ rồi, vào bảo hiểm rồi, có tiền dưỡng già cho ông bà rồi. Thì em không còn lo nhiều nữa. Em khá là độc lập, em có khả năng di chuyển khá là tốt. Em
em không biết là anh Tài hay ở nhà chơi game thì cái khả năng di chuyển và thay đổi của mình có tốt không anh? Anh có dám có em một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh ổn định, nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm một cái việc khác. Không ngại về địa lý rồi. Mà tôi thương quá à, tôi thương cô Nga quá à. Dạ, rồi, thôi bây giờ vậy nè, chắc là hai chị em mình phải mở cửa trái tim thôi. Dạ, đúng rồi chị. Để cho cả bốn bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Mở cửa trái tim. Wow. Trời ơi. Bây giờ các bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau rồi đó. Tôi vẫn cứ ưu tiên cho cặp đỏ trước đi, vì họ ngồi gần nhau. Chào anh ạ. Mạnh mẽ lên em. Nãy giờ có một thắc mắc là không biết tại sao mà em sinh sống ở ngoài Hà Nội, nhưng mà em lại có cái quyết tâm là vô đây tham gia chương trình để kiếm một bạn trai. Thực ra thì quyết tâm của em cũng không cao lắm đâu, có chất xúc tác ạ. Em gái em nói với em một câu là em có người yêu rồi, bác vẫn ế. Em kết hôn rồi, bác vẫn ế. Em có bầu rồi, bác vẫn ế. Bi chuẩn bị lấy vợ rồi, bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng ký cho em chương trình. Tiếp theo đó, bước còn lại là ở em ạ. Đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em vẫn ế. Em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa. Đúng rồi, chị cũng hy vọng như vậy. Khi vừa nhìn thấy nhau thì cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào? Tại em thấy rất bất ngờ vì một cô gái mà thể thao như vậy nhưng mà có thể có một cái gu ăn mặc rất là gọi là nữ tính, là bánh bèo ấy. Dạ, bánh bèo. Em cũng phải cố gắng lắm đấy ạ. Vì format của chương trình yêu cầu mọi người không nên mặc đồ tối màu lắm, mà đồ của em thì 90% là đồ tối màu. Để hôm nay có thể ra mắt, em đã phải đi sắm một bộ mới tinh á. Không có thể nào đánh giá bằng cái nhìn đầu tiên, phải không em? Phải muốn hiểu, phải gặp nhau nhiều lần, phải bay ra bay vô tốn mớ tiền vé máy bay mới hiểu được cổ chứ. Cách ăn mặc của em hàng ngày thì em mặc đồ như thế nào? Em mặc đồ cá tính một chút, chất một chút và hơi giống Duy một chút. Tại vì em cũng là dân đi phượt, em đã phượt xuyên Việt bằng xe máy rồi. Sao cưng? Dạ. Sao mà mở cửa trái tim ra thấy sao? Dạ chưa, em chưa nói chuyện với Vi. Bây giờ nói đi. Không, giờ để hai anh chị nói. Không, bây giờ mình có thể chen vô được rồi đó. Tại vì người ta nói người ta ăn mặc giống em có vẻ hợp với em. Không, chị thì hồi nãy giờ em cũng nghe chị Nga chia sẻ thì em với chị cũng vài điểm tương đồng, có nghĩa là em cũng giống như Vi thôi, là về vấn đề về các trẻ em. Gặp Vi thì trước mắt là gần na ná giống như là cái tưởng tượng của em. Còn Vi thì sao Vi? Đầu tiên khi nhìn thấy Duy thì sao? Cảm xúc của em như thế nào? Khi mà mở cửa ra em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái giọng. Ấy là so với cái lúc ảnh nói chuyện á. Khác sao, khác sao? Dạ, khi mà ảnh nói chuyện á thì em nghe đây là một con trai khá là lanh lẹ. Lanh lẹ? Dạ, lanh lẹ. Thì cái bề ngoài nó sẽ không có điềm đâu. Cái là do mở cửa mà ảnh nhìn nhận em xong cái ảnh như vậy em cũng không hiểu. Nãy giờ Tài ít nói quá. Tài ít nói quá. Nói đi Tài, muốn nói gì với Vi không? Nói cảm nhận về Vi, cảm thấy rất là trưởng thành, rất là chín chắn. Khác xa với những cái gì mà chia sẻ nãy giờ với mọi người là thích trẻ con và thường làm việc cái liên quan tới con nít. Trong đầu cứ nghĩ là Vi là sẽ rất là dễ thương. Nhí nhảnh hả? Rất là nhí nhảnh trẻ con. Tính cách em á, nó hơi đa nhân cách một chút. Đa nhân có thể cách. Là do em hoạt động trong lĩnh vực thời trang, mình học nghệ thuật nữa. Khi làm với cái thì em phải giống như các con. Còn khi mình là bản thân mình phải quay về chính mình là một người nghiêm túc. Nếu như anh muốn thấy em dễ thương ấy thì anh phải bước vào cái thế giới thời trang của em thì anh mới thấy được điều đó được. Nãy mẹ em rất là ngại việc yêu xa, em nghĩ sao? Em thì không có ngại việc yêu xa. Yêu thì nó không phải một sớm một chiều, nó là một cái chặng đường dài. Điều gì cũng có thể thay đổi hết. Cũng có thể là thời gian sau em có thể bay ra với bạn Nga ở ngoài Hà Nội. Mà cũng có thể là... Nga thấy sao em? Em cũng không quan trọng hóa việc yêu xa. Yêu xa thì được nhưng ở xa với nhau thì không được nha. Đúng. Phải là ở gần. Chị cũng đồng quan điểm như em. Vợ chồng, đặc biệt là vợ chồng son, phải ở vợ đâu chồng đó. Có nghèo có khổ gì cũng là phải ở với nhau. Đồng ý, cô này hay nha. Em nghĩ sao về làm dâu? Em cũng không ngại khoản làm dâu. Tại vì tư tưởng của em thì bố mẹ chồng hay bố mẹ mình không có sự phân biệt. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ hết. Em cũng không phải là người đoản nữ không gia tránh, cho nên em cũng không lo việc đó. Thế còn Vi? Em không có quan trọng hết cái vấn đề làm dâu. Em vẫn có một người em trai. Sau này mà em trai em ấy cũng sẽ lấy vợ thôi. Bây giờ thì mình làm chị thì mình phải gương mẫu đầu tiên, để cho cái cô em về sau mà về nhà mình ấy sẽ noi theo mình nè.
Nga hồi nãy chị nghe anh Tài nói biết đâu một lúc nào đó thì anh sẽ bay ra Hà Nội ở với em. Nhưng mà chị hỏi cái phép ngược lại, nếu em lấy chồng thì em có sẵn sàng xa xứ để theo chồng không? Từ đó em lập nghiệp em đã xa gia đình rồi. Em có định hướng là sẽ di chuyển khá là nhiều, miễn sao phù hợp với công việc và sau này. Nhưng mà cái công việc của em hiện tại, em nói em làm spa đó thì nó đang ổn định ở Hà Nội rồi mà. Em hoàn toàn có thể mở thêm chi nhánh ạ. Nếu như có gia đình trong này thì em sẽ tập trung chi nhánh trong này nhiều hơn để cho em gái em tiếp quản trong kia. Rất là đơn giản ạ. Đó, tôi nói nhiều chút xíu để cho mọi người hiểu được nhau hơn. Trước khi mà đi đến cái vấn đề quan trọng thì chương trình cho các bạn ấy thêm một cái quyền nữa để kiểm tra cái cảm xúc một lần nữa cho bản thân của mình. Nhà trai có đưa ra một cái đề nghị là muốn được nắm tay các cô gái thì không biết ông Mai tính sao. Đồng ý không? Hôm được, nay. Được. Đồng ý không? Em này em đồng ý, được. Đứng lên. Tiến qua bên kia. Từng cặp một nắm tay nhìn nhau 30 giây để coi có điện, có cảm xúc gì với nhau hay không. Đó. Rồi. Nhìn đi. Rồi có nói gì khi cảm xúc với muốn nói gì thì nói nha, cơ hội ngàn năm có một. Nói gì nói sau ạ. Có gì để sau. Rồi nói vậy đó hả? Rồi Tài có muốn nói gì nữa không? Để sau rồi nói. Rồi thôi về luôn. Về chỗ. Nhân dịp vào tham gia chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh ạ. Trời ơi, có quà luôn. Rồi cũng có món quà nhỏ tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tới cặp mình rồi đó cưng. Vi và Di. Hay quá. Vi cao hơn em tí. Rồi, tiến qua luôn. Rồi, thẳng luôn hả? Rồi, tiến qua luôn chưa? Rồi, tiến qua luôn. Cho anh gọi chứ. Anh thì sau khi nắm tay thì anh có cái kiểu giống như là cảm giác quen thuộc chút xíu. Anh đừng nói giống người yêu cũ. Không, không, anh không nói giống người yêu cũ, không ai giống em. Về chỗ được rồi, được rồi. Và bây giờ chúng ta cũng phải đi đến cái đoạn kết rồi. Dạ đúng rồi. Cũng phải xem là ngày hôm nay cuối cùng là cảm xúc nó sẽ đi về đâu. Cặp đôi nào sẽ đi đến với cặp đôi nào. Cặp đôi. Những người tham gia chương trình ngay giờ phút này có quyền có 3 sự lựa chọn. 3 sự lựa chọn. Đầu tiên là các bạn không bấm nút, có nghĩa là không chọn, không chọn ai hết. Sự lựa chọn thứ hai thì các bạn có quyền bấm vào cái nút bấm trên có cái ghế nút. Của mình nó có 2 nút bấm, một cái nút bấm màu đỏ, một cái nút bấm màu xanh. Nếu mình thích cái cô màu đỏ thì mình sẽ bấm nút màu đỏ. Còn nếu như mà mình thích cái cô màu xanh, mình có quyền bấm nút màu xanh. Chúng ta có quyền lựa chọn tùy theo sự mách bảo của trái tim mình, thích ai bấm nấy. Ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc đích thực của mình nhất. Và chúng ta sẽ đến với thời khắc quan trọng nhất, đó chính là khoảnh khắc quyết định. Sẽ có 5 giây cho các bạn. Xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm và hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình đưa ra một quyết định chính xác nhất sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2. Hết thời gian. Một màu xanh, một màu đỏ. Bên đàn gái không có một ánh đèn nào cả. Tường ơi, bên đây cúp điện hay gì rồi? Ai em quên bấm không? Để tôi hỏi Nga, em thật sự không có bấm hả Nga? Dạ, thực ra là sau cái phút không giây là em có bấm rồi nhưng mà cúp điện thật ạ. Có bấm hả? Bây giờ em bấm lại, bây giờ em bấm lại, đang chờ đợi. Em bấm cái gì? Em chưa bấm tiền điện cho nhà gái hả? Em làm anh hết hồn vậy? Là em có bấm đúng không? Mà bây giờ là cuối cùng là em có bấm không? Dạ có. Có. Dạ. Còn em sao? Em hãy nói đi, cảm nghĩ đi. Nhà cúp điện luôn hả? Dạ, cúp điện chưa đóng tiền điện. Rồi, cúp điện chưa đóng tiền điện. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy được có một cặp đôi. Đó chính là anh Tài và bà Nga. Xin mời hai bạn đi lên phía trước. Hay quá. Chúng ta đã bấm nút hẹn hò rồi thì ngại ngần gì mà không nắm tay nhau đi các bạn. Wow. Cảm xúc của Tài như thế nào? Rất là vui. Hả? Rất là vui. Vui hả? Mà lúc nãy có bị rớt trái tim ra ngoài không? Cái lúc mà cúp điện cũng không có nghe gì nhiều. Bây giờ rung quá vậy còn rung. Nói không có nghe được còn. Bây giờ vẫn còn rung, cái môi còn rung luôn á thôi. Chúc mừng cho Tài và Nga ngày hôm nay. Mỗi lần mà thí dụ như bấm nút hẹn hò thì chúng ta phải làm gì để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt không? Bấm nút hẹn hò kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Mọi người ơi, chúng ta phải làm gì mọi người? Hôn đi à? Hôn đi.
Em làm gì em né né vậy em kêu để cho đi. Hai bạn này vừa hôn vừa đi vòng vòng đây. Hôn đi là hôn nhau đi. À hôn nhau đi. Hôn nhau đi. Tại sao Nga bấm nút cho mình thêm một cơ hội, biết đâu quen một chàng trai Sài Gòn ngọt ngào dễ thương nó sẽ thay đổi phong thủy luôn ạ. Đúng rồi. Chị nghĩ là giờ phút này Tài em nên nói một lời gì đó tỏ tình ngọt ngào để chứng tỏ cái sự quyết tâm của mình trong cái mối tình này. Anh hy vọng anh sẽ là cơn bão cuối cùng để đưa con thuyền của em về bến của anh. Cơn bão nha, có bão rồi.